Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Hàn Quốc Q&A và mình là Queen. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì như các bạn đã thấy trong tiêu đề của video thì mình sẽ chia sẻ về những điều luật bất thành văn trong xã hội Hàn Quốc. Có những cái điều luật này là những cái điều luật mà người ta cho dù không nói ra bằng miệng, thế nhưng mà người Hàn Quốc thì người ta vẫn luôn luôn tuân thủ cái điều luật này mỗi ngày. Vậy thì đó là những cái điều luật gì thì ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn nhé. Mình mong rằng là những cái chia sẻ trong video này của mình thì sẽ giúp những cái bạn nào mà đang có ý định đến Hàn Quốc này, hoặc là mới đến Hàn Quốc một thời gian không lâu, thì các bạn sẽ có thể biết về những cái điều luật này để có thể tránh gặp phải những cái trường hợp khó xử khi mà đến sống ở Hàn Quốc nhé. Còn bây giờ chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go. Thứ nhất đó chính là không bao giờ ngồi vào các ghế ưu tiên trên các phương tiện giao thông công cộng. Như các bạn đã biết thì thường trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ có những hàng ghế ưu tiên dành cho người già này, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Và ở Hàn Quốc cũng vậy, nhất là trên tàu điện ngầm thì mỗi khoang sẽ có riêng 4 hàng ghế ưu tiên dành cho người già này, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Và ghế của phụ nữ có thai thì người ta còn có thể xen kẽ với những cái hàng ghế thường nữa cơ. Thường thì cái ghế dành cho phụ nữ có thai người ta sẽ để là màu hồng để cho những người phụ nữ có thai người ta có thể ngồi nghỉ ngơi trong cái quãng đường di chuyển trên tàu điện ngầm. Và quy tắc bất thành văn của người Hàn Quốc đầu tiên đó chính là người ta sẽ không bao giờ ngồi vào những cái hàng ghế ưu tiên này, những cái hàng ghế ưu tiên dành cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai nếu như mà không thuộc diện ưu tiên đó. Nên là mình nghĩ là nếu mà chúng mình mời đến Hàn Quốc ấy, thì chúng mình cũng nên để ý điều này nha. Bởi vì là như ở Việt Nam ấy, thì chúng mình trên xe buýt cũng sẽ có những cái hàng ghế ưu tiên dành cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, đúng không nào? Thế nhưng mà chúng mình thì thường sẽ có thói quen là nếu như mà nó để trống thì chúng mình sẽ ngồi vào đó. Và khi mà những cái người mà thuộc diện ưu tiên này, ví dụ như là có những bà lão này, ông lão này, hoặc là có những người phụ nữ mang thai hoặc là các em bé mà đi lên xe buýt thì chúng mình sẽ nhường, đúng không nào? Thế nhưng mà ở Hàn Quốc thì người ta sẽ hầu như là người ta sẽ không ngồi vào cái ghế này luôn nữa các bạn, người ta sẽ để trống. Mặc dù là trên xe đã kiểu hết những cái chỗ ghế thường rồi và chỉ còn trống những cái ghế ưu tiên này thôi thì người ta cũng sẽ không bao giờ ngồi vào các bạn ạ. Nhất là khi mà những cái bạn nào là con trai này mà lại còn trẻ tuổi mà dám ngồi vào những cái chỗ như là của người già, hoặc là những cái chỗ dành cho trẻ con, hoặc những cái chỗ dành cho phụ nữ có thai ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải nhận những cái ánh nhìn rất là khó chịu từ những người xung quanh đấy các bạn ạ. Thế nên là những cái bạn nào mà lần đầu đến du lịch Hàn Quốc này hoặc là mới đến Hàn Quốc sinh sống ấy thì cũng nên để ý điểm này giúp mình để chúng mình không bị quê nha các bạn. Thứ hai đó chính là phải luôn luôn xếp hàng cho mọi tình huống. Ví dụ như là khi mà các bạn đứng chờ tàu điện ngầm này thì các bạn cũng phải xếp hàng này. Khi mà các bạn đứng chờ xe buýt các bạn phải xếp hàng. Khi mà các bạn đứng chờ để mua một cái món đồ nào đó thì các bạn cũng tất nhiên là sẽ phải xếp hàng, và kể cả khi mà các bạn đi vệ sinh thì các bạn cũng sẽ phải xếp hàng. Và cái trải nghiệm mà xếp hàng khi mà đi nhà vệ sinh ấy, mình nghĩ đó là một cái trải nghiệm cực kỳ là đặc biệt. Bởi vì là các bạn đi nhà vệ sinh là các bạn đã phải trong cái tình trạng là các bạn rất là muốn đi vào trong nhà vệ sinh rồi, đúng không nào? Thế nhưng mà đôi khi các bạn phải xếp hàng chờ đến lượt. Vì vậy nên là đây cũng có thể là một cái trải nghiệm không được thoải mái, dễ chịu lắm khi mà các bạn đến Hàn Quốc sinh sống, học tập và làm việc. Và có một lưu ý đó chính là khi mà các bạn xếp hàng đi lên xe buýt này, hoặc là xếp hàng đi tàu điện ngầm, hoặc xếp hàng chờ thang máy chẳng hạn, thì các bạn sẽ thường phải đứng dạt sang một bên, hoặc là các bạn sẽ thể đứng dạt sang hai bên để tránh đường cho những người mà từ xe buýt này, từ tàu điện ngầm này, từ thang máy bước ra. Một điểm đáng chú ý nữa mà mình nghĩ rằng điểm này thì rất là khác biệt với Việt Nam, đó chính là khi mà chúng mình sử dụng thang cuốn ở Hàn Quốc, không phải thang máy nha các bạn, mà là thang cuốn ở Hàn Quốc ấy, thì thường người ta sẽ chia đôi cái thang cuốn đấy ra làm hai hàng. Thì đối với những cái người nào mà người ta cảm thấy là người ta mệt mỏi chẳng hạn, hoặc là người ta không muốn di chuyển trên thang cuốn đấy mà người ta muốn đứng yên một chỗ để cho cái thang cuốn để nó di chuyển thôi ấy, thì người ta sẽ đứng sang bên phải. Còn đối với những người mà gấp, người ta vội thì người ta sẽ muốn đi bộ hoặc là muốn chạy trên cái thang máy đấy thì người ta sẽ đi sang bên trái. Nên là thỉnh thoảng sẽ có những cái bạn mà không để ý thì lại vô tình đứng sang phía bên trái, đứng yên ở phía bên trái ấy, thì vô tình là sẽ làm cản trở cái người mà người ta đang gấp hoặc người ta đang vội và muốn di chuyển thật nhanh trên cái thang cuốn đấy. Nếu mà như thế thì có thể làm ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều, đúng không nào? Thế nên là những cái bạn nào mà mới đến Hàn Quốc ấy, hoặc là đến Hàn Quốc du lịch trong thời gian ngắn, thì các bạn nhớ để ý đến điểm này giúp mình nha. Điều thứ tư đó chính là khi mà các bạn đi ăn với người Hàn Quốc thì nếu như bạn là người nhỏ tuổi hơn thì các bạn sẽ phải tự giác rót nước và lấy đũa thìa cho người lớn tuổi hơn. Lễ nghĩa trên bàn ăn của Hàn Quốc thì cũng khá là nhiều, thế nhưng mà hầu hết thì sẽ giống Việt Nam, ví dụ như là phải nhường người lớn tuổi ăn trước này, hoặc là phải mời mọi người trước khi ăn này, bla bla. Thế nhưng mà một trong những cái thói quen mà người Hàn Quốc sẽ luôn luôn làm đó chính là khi mà các bạn đi ăn với người lớn tuổi hơn thì các bạn sẽ phải tự động rót nước cho người lớn tuổi này và lấy đũa, lấy thìa
cho người lớn tuổi, chứ không để người lớn tuổi tự động làm những công việc đó. Và một điều nữa đó chính là khi mà các bạn đi uống rượu với họ, thì đối với những bạn nào mà đi với những người lớn tuổi hơn ấy, thì khi mà uống rượu thì các bạn sẽ phải cầm chén và quay đầu sang hướng khác để uống nhá. Và tiếp theo đó chính là ở Hàn Quốc có một quy tắc bất thành văn khi mà uống rượu, đó chính là không bao giờ để người khác tự rót rượu một mình vào chén của họ. Thế nên là khi mà các bạn đi uống rượu với người Hàn Quốc thì chúng mình sẽ phải rất là tinh ý để ý xem là người ta đã uống hết rượu chưa, thì mình sẽ phải nhanh tay rót rượu cho họ, chứ không bao giờ để họ tự rót rượu một mình. Thì đó là những cái điều luật bất thành văn trong văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Những cái bạn nào mà đang chuẩn bị đến Hàn Quốc này, hoặc là mới đến Hàn Quốc trong một thời gian không lâu, hoặc là đến du lịch Hàn Quốc trong một thời gian ngắn chẳng hạn, thì mình hy vọng rằng là các bạn sẽ biết về những cái điều luật bất thành văn này để có thể tránh được những cái trường hợp khó xử, tránh những cái ánh nhìn kỳ quặc từ người Hàn Quốc dành cho bạn nha. Còn bây giờ thì mình cảm ơn các bạn ngày hôm nay cũng đã đến đây xem video của mình. Hy vọng là các bạn đã cảm thấy video này thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Annyeong!